Xin chào các bạn, bên cạnh mình đây là hai cái mẫu loa luôn được khách hàng đem ra để so sánh khi tư vấn qua điện thoại cũng như là khách đến trải nghiệm thực tế showroom bên mình. Có thể nói đây là hai mẫu loa có khá nhiều nét tương đồng, từ mang tính định hướng của nhà sản xuất để hướng tới người tiêu dùng. Và không xa lạ đâu cả, đó chính là mẫu loa đến từ thương hiệu Marshall có tên model là Stanmore 3 và mẫu loa đến từ thương hiệu Clip có tên model là Clip The 3 Plus. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip nhanh để so sánh về chất âm cũng như tính năng của hai sản phẩm này, để các bạn ở xa chưa có cơ hội để trải nghiệm sản phẩm có thể hình dung ra được phần nào về chất lượng của hai sản phẩm này trước khi mình chọn mua nhé. Và không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào nội dung clip ngày hôm nay. Ok các bạn, đầu tiên chúng ta sẽ cùng xét về những đặc điểm chung mà có trên hai mẫu loa này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là hai mẫu loa này đều là mẫu loa để bàn, cắm điện trực tiếp, loa không có pin các bạn nhé. Tiếp theo đó là về kích thước thì các bạn thấy nó khá tương đồng với nhau, same với nhau. Về kích thước cụ thể thì chiếc loa này Clip The 3 Plus có chiều rộng là 35, chiều cao là 18 và chiều sâu là 21. Còn chiếc Stanmore 3 này có chiều rộng cũng là 35, chiều cao là 20 và chiều sâu là 19cm nhé. Về màu sắc thì chiếc loa này có 3 màu để các bạn lựa chọn là đen, nâu và trắng sữa. Còn Clip thì có 2 màu thôi, là màu đen và màu walnut. Về dòng nhạc hơi tốt của hai dòng loa này thì thiên hướng về các dòng nhạc nhẹ nhàng này, thiên về vocal nhé. Nhạc mạnh sôi động thì không phải là sở trường của hai cái mẫu loa này. Về thiết kế củ loa thì cũng đều sử dụng 3 cái củ loa phía trong, gồm một loa bass chính giữa, hai loa chép với chiếc loa Stanmore 3 này và một loa bass chính giữa và hai loa toàn giải đối với loa Clip The 3 Plus nhé. Ok, đó là các cái phần đặc điểm chung của hai cái mẫu loa này cùng sở hữu. Và giờ chúng ta sẽ cùng xem các cái phần khác nhau của hai cái mẫu loa này. Về khác nhau thì về cái thời điểm ra mắt thì chúng ta thấy sẽ là chiếc Stanmore 3 này có thời điểm ra mắt sẽ sớm hơn. Hãng giới thiệu vào khoảng giữa năm 2022 và mở bán chính thức ở thị trường Việt Nam vào năm 2023 nhé, đầu năm 2023. Còn chiếc loa Clip này thì được hãng giới thiệu vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2023 và mở bán chính thức ở thị trường Việt Nam vào đầu năm 2024. Đó. Về phím bấm thì các bạn thấy đấy, với những chiếc loa của Stanmore, loa của Marshall nói chung, dòng cắm điện thì hãng vẫn giữ liên các cái phần thiết kế, các phím bấm hiệu chỉnh cho âm lượng, bass chép và các cái phần suộc đầu vào ở phía trên của loa này, để người dùng có thể hiệu chỉnh một cách rất là đơn giản và trực quan. Cá nhân mình thì rất thích cái kiểu phong cách thiết kế này của loa của Marshall. Ngoài cái phần hiệu chỉnh công dụng cho bass chép âm lượng thì nó cũng là cái phần tô điểm cho chiếc loa này, tạo nên cái điểm nhấn cũng như là cái phần khác biệt đối với các cái mẫu loa khác có trên thị trường về cái phần trang trí ở phía trên nhá. Còn loa Clip thì các bạn thấy đây, tuy là một cái mẫu loa thiết kế theo thiên hướng cổ điển, nhưng các cái phần phím bấm này và bố trí của chiếc loa Clip này thì mang hơi hướng hiện đại. Có thể nói đấy là một cái phím ở trên chiếc loa này có thể sử dụng cho nhiều chức năng. Ví dụ như phím nhỏ này thì chúng ta có thể chuyển về chế độ đầu vào này, bật tắt nguồn này, hoặc là pairing Bluetooth này. Cái thiết kế âm lượng nút bánh xe ở trên chiếc loa Clip này cũng làm to hơn. Nếu các bạn thích theo phong cách độc đáo, mới mẻ thì thiết kế này là một điểm cộng khá lớn nhé. Còn về công nghệ kết nối không dây Bluetooth, ở trên chiếc loa Stanmore 3 này đang được trang bị công nghệ Bluetooth 5.2 và 5.3 cho chiếc loa Clip The 3 Plus này nhé. Cả hai đều có thể kết nối app để hiệu chỉnh được. Tuy nhiên thì trên app của chiếc loa Clip này cho phép chúng ta hiệu chỉnh được cả phần mid cho phần nhạc nhé. Đây là một điểm cộng khá lớn so với Marshall. Marshall cho chúng ta chỉnh được bass và chép mà thôi. Và thêm một điểm cộng nữa không thể không nhắc tới, đó chính là trên chiếc loa Clip The 3 Plus này được hãng trang bị một cái mạch giải mã DAC chất lượng cao, giúp các bạn có thể là cắm các nguồn nhạc trực tiếp trên TV thông qua cổng quang vào chiếc loa này. Một trang bị mà theo mình thấy thì đại đa số các mẫu loa trên thị trường ở cùng phân khúc giá này không được trang bị nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có phải kể đến một cái tính năng rất là hay, đó chính là liên kết nhiều loa với nhau. Thì trên chiếc Clip này hãng đã trang bị chúng ta một công nghệ để liên kết tối đa có thể lên đến hơn 10 loa. Ngược lại một chút thì chiếc loa Stanmore 3 này, với phiên bản Stanmore 3 này thì đang không được hỗ trợ kết nối hai loa với nhau, chứ đừng nói là nhiều loa. Đây là một cái điểm yếu mà hy vọng thương hiệu Marshall sắp tới sẽ nâng cấp và cải thiện thêm cái tính năng này cho người dùng sử dụng các bạn nhé.
Còn về phần công suất của hai mẫu loa này, chiếc loa Clip The 3 Plus này có công suất công bố của nhà sản xuất là 120W và chiếc Stanmore 3 này có công suất là 80W. Và nghe thực tế thì chính xác là mẫu loa Clip The 3 Plus này có công suất to hơn hẳn. Đấy. Còn nếu mà chỉ chơi tốt có hai mẫu loa này thì sử dụng trong cái phòng khoảng 30-40m² đổ về các bạn nhé. Clip có thể chơi ở không gian lớn hơn một chút cho công suất lớn hơn. Về thùng loa thì các bạn thấy chiếc loa Clip này sử dụng thùng loa kín với hai cái màng bắc cộng hưởng ở hai bên này. Còn chiếc loa Marshall của chúng ta, đây các bạn thấy này, sử dụng thùng loa hở. Vậy nên các bạn lưu ý một chút về vấn đề chuột bọ và côn trùng nhé. Mình cũng ít gặp thôi nhưng mà cũng đã có ghi nhận các trường hợp khách mang đến để xử lý lỗi là có kiến dán chui vào đây làm tổ, làm hỏng các cái mê tỉ mạch phía trong. Đấy là lưu ý khi chúng ta sử dụng, nên để ý chiếc loa chúng ta nhé. Còn để nhận xét chi tiết về chất âm của hai cái mẫu loa này thì sau một thời gian khá là dài rồi mình trải nghiệm hai sản phẩm này thì mình có một vài đánh giá cá nhân như sau. Về chất âm của chiếc loa Marshall này vẫn thiên hướng về dạng trung âm và giải trung trầm là chính các bạn nhé. Điều đó sẽ tạo nên cái giọng hát của ca sĩ rất là dày dặn, ấm áp và có độ ngọt nhất định cho chiếc loa này. Trên dòng đời 3 thì tất cả các dòng đời 3 của Marshall đều được đặt hai cái chép dưới dạng họng kèn rồi nhé, thì cải thiện cái tiếng giải cao rất là tốt so với các đời mẫu đời 2. Tuy nhiên cái giải cao này nếu mà so với chiếc Clip thì hoàn toàn là chưa có cửa để so sánh các bạn nhé. Còn ngược lại thì chiếc loa Clip này vẫn theo cái phong cách định hướng của hãng từ xưa đến nay, đó chính là về sự trong trẻo. Loa thì có cái phần vocal theo hướng là giải trung cao, tức là tiếng ca sĩ ra rất là sáng, rõ và có độ giải chép, có độ chi tiết nhất định. Đặc biệt khi các bạn chơi các dòng nhạc như hòa tấu này, những bản nhạc không lời ấy, thì cái tiếng nhạc cụ ở trên này chúng ta cảm nhận rất là rõ. Và như mình nói lúc đầu thì cả hai mẫu loa này đều không thiên về cái giải bay các bạn nhé. Tuy nhiên để mà so sánh giải bay của hai cái mẫu loa này thì mình thấy giải bay của chiếc loa Clip The 3 Plus này có phần lực hơn, có phần gọn hơn. Và có thể là do kết cấu của thùng loa kín nó tạo nên cho mình cái cảm giác như vậy. Đó là những cái cảm nhận của mình về hai mẫu loa này. Thực ra để mà khuyên các bạn nên lấy mẫu loa nào hay hơn thì thật sự là khó. Tại vì mỗi tai người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Ví dụ như cái giải trầm ấm của chiếc loa này có nhiều khách đến thì cũng báo là không thích vì tiếng nó bị tối, bị mờ. Hay những cái giải trong trẻo chi tiết sáng của chiếc loa này thì nhiều khách cũng báo là bị chói quá, bị gắt quá. Vậy nên là theo cái gu nhạc chúng ta và theo chúng ta cảm nhận thực tế để mình quyết định mẫu loa nhé. Còn để mà bắt buộc phải chọn một trong hai mẫu loa này thì cá nhân mình cảm nhận và có cảm tình hơn một chút so với chiếc loa Clip The 3 Plus này. Loa thì cho mình cảm giác cái âm hình sân khấu được rộng hơn, được tươi mới hơn, được sáng hơn và các cổng kết nối cũng đa dạng hơn một chút các bạn nhé. Ok, đó là những cái cảm nhận cá nhân của mình khi mình trải nghiệm hai cái mẫu sản phẩm Clip The 3 Plus và Marshall màu 3 nhé. Ok bạn, và vừa xong là những cảm nhận cá nhân của mình về hai cái mẫu loa Clip The 3 Plus và Stanmore 3. Trước khi dừng clip thì mình sẽ cùng các bạn test thử những cái bản nhạc sôi động này, nhạc về trữ tình cũng như những bản hòa tấu không lời để các bạn có thể cảm nhận được phần nào chất âm của hai cái mẫu loa này. Và nếu thấy clip hay và hãy like và subscribe cho kênh YouTube của HD Radio nhé. Còn bây giờ mình xin dừng clip tại đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào. Hey.
chiếc nón bài thơ. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.